Hello, xin chào tất cả quý hàng của bệnh viện thẩm mỹ Giang Hồ. Thì hôm nay lại là một ngày đẹp trời và em quay lại với buổi livestream này để giới thiệu cho mọi người một vị khách hàng rất là nổi tiếng, cũng như là nếu mọi người có hay xem truyền hình nhỏ trên TV thì mọi người có thể biết đây là là anh khách Thái Đình Dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh để biết là anh đến với Giang Hồ để thực hiện dịch vụ gì nha cả nhà ha. Em chào anh. Anh có thể giới thiệu lại cho mọi người biết là mình tên của mình là gì, cũng như mình đang làm cái công việc gì không anh ha? Tên của anh là Thái Đình Dương và công việc hiện tại của anh là diễn viên. Anh đến với lại Gặp Vua là để khắc phục cái quần thâm mắt của mình là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là để cấu trúc lại cái mũi của mình. Rồi thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái chia sẻ của anh ha mọi người ha. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy đây là cái hình ảnh trước. Chúng ta sẽ xô sát một chút xíu về cái hàng trước và cái dáng mũi của anh ha mọi người. Thì đây là cái dáng mũi anh đã nâng rồi nha cả nhà ha. Thì sau khi nâng anh có cái tình trạng là cái đầu mũi hai bên này nó bị khuyết ha mọi người thì nhìn thấy này, hai phần canh mũi này nó bị khuyết rất là nhiều ha, và phần sụn mũi thì nó hơi lộ ra rồi ha. Phần đầu mũi thì có một đặc điểm là khi mà anh cười lên thì phần đầu mũi thì nó lại cứ nhọn xuống. Đây thì em sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh khi đó, mọi người sẽ thấy cái góc cười này của anh ha. Khi mà anh cười lên cái đầu mũi của anh cứ bị chúi xuống dưới ha. Với cái đặc điểm với cái dáng mũi như này thì theo như là phong thủy thì nó sẽ không đem lại may mắn cho mình nhiều cho lắm ha. Thì vì đầu mũi của một người theo tướng phong thủy thì nó sẽ phải bay lên, thì mình làm việc mới thuận lợi này, cũng như là giao tiếp cũng như là về tiền bạc nó cũng suôn sẻ hơn cho mình hơn anh ha. Thì sau khi anh đến với Giang Hồ thì anh đã thực hiện cái dịch vụ nâng mũi tái cấu trúc lại ha mọi người nha. Thì đây là cái dáng mũi sau khi nâng này, mọi người có thể nhìn thấy cái độ sóng này. Cái này không, cái này rất là sóng, sóng mũi nó còn hơi sưng một chút xíu, nhưng mà so với cái góc trước khi làm thì mọi người nhìn thấy là phần đầu mũi thay đổi rất nhiều, nó được đẩy cao lên này ha. Đặc điểm tốt nhất ý là cái phần khuyết mũi, khuyết ở đầu mũi thì nó đã thay đổi rất là nhiều. Đây em sẽ cho mọi người góc nghiêng, góc nhìn từ trực diện từ dưới lên này ha. Đây mọi người có thể nhìn thấy không, thay đổi rất là nhiều nha cả nhà ơi. Phần này, phần khuyết này nó che đi cái lỗ mũi của mình ha cả nhà. Và cái lỗ mũi khi mà có cái phần khuyết này thì sẽ tạo cho cái lỗ mũi của anh nó hơi bị to một chút xíu. Và sau khi đến với Giang Hồ được các bác sĩ tái tạo lại cái lỗ mũi thì mọi người có thể nhìn thấy ha, phần trụ mũi được đẩy cao lên này, phần khuyết hai bên mũi này đã được xử lý này, và tạo cho mình thành cái lỗ mũi tròn, bây giờ thành lỗ mũi hạt chanh nha cả nhà ha. Đó mọi người có thể nhìn thấy không. Rồi giờ chúng ta sẽ quay góc nghiêng một chút xíu là về xem so sánh về cái độ cao trước khi làm và sau khi làm thì nó đã thay đổi như nào nha cả nhà ha. Đây cả nhà thì nhìn thấy đây là cái góc nghiêng này, đó mọi người thấy không, thay đổi rất là nhiều ha. Thì anh đã đến với Giang Hồ để thực hiện dịch vụ combo là làm mắt ha mọi người. Thì anh có xử lý vùng thâm ở mí dưới nhưng mà giờ nó sẽ còn hơi sưng một chút xíu ha. Và phần đây là phần sống mũi này, mọi người nhìn thấy ha, cao lượn rất là tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt, nó không quá cao cũng như là không quá thấp nha cả nhà ha. Rồi đó mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ anh sẽ thử cầm gương để xem là cái kết quả sau khi mình làm có hài lòng không nhé. Rồi mình nhìn xem giúp em ha. Đấy đây em sẽ quay cho anh coi cái góc chính diện ha. Đây mình có thể vừa nhìn gương mình so sánh này cái mũi này ha. Đó, mình thấy thay đổi nhiều nhất là vùng nào anh ha? Hai cái cánh mũi đều hơn. Đều hơn. Phần đầu mũi anh có thích cái độ cao bay nhẹ nhàng như này không? Đúng rồi, cái đầu mũi nó cũng nhẹ hơn rồi. Ok ha. Đây mình có thể giờ anh có thể soi kỹ một chút xíu về phần đây, anh có thể ngước lên một chút xíu để mình cùng nhìn đi. Lỗ mũi này, đó, anh thấy thay đổi không? Đúng rồi. Đó, phần khuyết ở bên này này cũng như cái trụ mũi nó dựng thẳng hơn đấy nha. Đây nó bị đổ về qua một bên nè. Rồi phần khuyết hai bên đã cải thiện rất nhiều, nhất là cái lỗ mũi của mình trong khi mình không có sử dụng cái gom cánh anh ha. Và khi nâng mũi lên cũng thay đổi cái lỗ mũi của mình luôn. Nhìn rất là tự nhiên và đẹp, hài hòa với khuôn mặt ha. Người ta nhìn này người ta không có biết là mình sửa luôn anh ha. Rồi, thì mọi người có thể nhìn thấy đây, mà anh có thể cho mọi người biết là trong quá trình làm á mình có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không anh ha? Cũng có nhưng mà nó không đáng kể. Nó như kiến cắn thôi anh ha. Cái lúc đầu mà mình tiêm tê mũi đầu thì nó sẽ hơi như kiến cắn một xíu ha. Đúng rồi. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy góc nghiêng một chút xíu ha. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là chia sẻ cho mọi người một chút xíu để mọi người có thể lấy cái động lực để gần Tết rồi thì có thể tranh thủ đi làm đẹp giống như mình không anh ha. Mọi người cứ yên tâm về trang thiết bị cũng như là đội ngũ chăm sóc ở Gia Phu, tại vì rất là chuyên nghiệp. Mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp.
từ thiết bị cho đến cách chăm sóc, cho đến những cái bạn điều dưỡng, nói chung là mọi người đều làm việc một cách rất là vì khách hàng. Yeah. Nên là khi mà mình đã từng trải nghiệm qua đây rồi thì mình cảm thấy rất là thích. Yeah. Và mình chưa thấy ở đâu như ở đây cả. Dạ, em cảm ơn anh. Thì mọi người có thể thấy đây là cái sự chia sẻ sau khi làm của khách hàng chúng ta ha. Thì như mọi người cũng biết là đối với gan hô thì có một công nghệ gây tê độc quyền, đó là gây tê plus. Đó là công nghệ gây tê hạn chế sự đau cho khách rất là nhiều, cũng như là hạn chế sự sưng bầm cho khách luôn. Thì mọi người còn muốn trải nghiệm cái dịch vụ gây tê này, hay là muốn trải nghiệm những dịch vụ thẩm mỹ tại gan hô, thì mọi người có thể liên hệ với trang bay của gan hô, cũng như là gọi điện một số hotline để được đội ngũ ekip tư vấn cho mình lựa chọn một cái dịch vụ rất là phù hợp. Xin ở đây thì em xin chúc anh sau khi mình thay đổi với cái diện mạo mới như này ấy, thì mình sẽ quay lại với khán giả, quay lại với công chúng để nhận được nhiều cái sự chào đón, cũng như là mình sẽ thành công hơn trong những cái bước, trong những con đường mà mình theo đuổi sự nghiệp diễn viên của mình anh ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái buổi livestream của Gang Ho. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những buổi livestream tiếp theo ha.